đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng là một loại tài nguyên quý giá, đồng thời đây lại là loại tài nguyên khó tái tạo. Do vậy, cần phải có những chính sách sử dụng đất đai một cách hợp lý để có hiệu quả cao khi sử dụng. Đất nông nghiệp không chỉ được xem là tư liệu sản xuất của người nông dân mà đó còn là tài sản của họ. Chính vì vậy, việc thu hồi đất của nhà nước cần phải có sự cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định, nhất là khi thu hồi những diện tích đất nông nghiệp mà người nông dân đang sử dụng hiệu quả. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến người nông dân.